Xin chào quý vị, chúng ta lại cùng nhau đến với chương trình Chuyện của Sao và cùng lắng nghe những ngôi sao, những nghệ sĩ chia sẻ một phần công việc và cả những cuộc sống của họ có thể có những góc khuất mà nhiều khi chúng ta không biết. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, một lần nữa rất hiếm hoi, một nghệ sĩ múa lại đến với Chuyện của Sao. Hy vọng những câu chuyện mà bạn ấy mang đến sẽ giúp chúng ta hiểu nhiều hơn cuộc sống, cuộc đời và những góc khuất sau sân khấu của những vũ công. Đình Lộc, một gương mặt được chú ý trong thế hệ vũ công mới nổi những năm gần đây khi vị trí của những vũ công đã trở nên đáng kể hơn, được quan tâm hơn trên sân khấu biểu diễn. Từ những chương trình truyền hình như Cặp đôi hài hước, Thử thách cùng bước dậy, 100 giây rực rỡ, cùng với nhiều chương trình ca nhạc, tạp kỹ khác, Đình Lộc đã trở thành cái tên được khán giả yêu thích và chờ đợi mỗi lần xuất hiện. Nhưng đằng sau những hình ảnh gây chóng ngợp với những bước nhảy điêu luyện trên sân khấu là cả một con đường khổ luyện. Cùng với những nỗ lực không nhỏ để gìn giữ một mái ấm với hai nghệ sĩ cùng chung một đam mê. Cùng biết rằng cuộc đời không phải chỉ có những bước nhảy mà còn bao thử thách đang chờ đón họ. Mình Đức hân hạnh giới thiệu quý vị Vũ Công Đình Lộc. Xin chào Đình Lộc. Dạ em chào anh Đức và chào khán giả đang xem chương trình truyền của sao. Thưa quý vị, như quý vị đã nhớ trong một dịp rất hiếm hoi trước đây chúng ta chào đón vũ công Kim Anh đến với chuyện của sao và trong câu chuyện của Kim Anh hôm đó thì bên cạnh những câu chuyện về gia đình về cuộc đời thì Kim Anh chia sẻ rất nhiều câu chuyện về cái đam mê của mình với nghề múa. Vì sao mà một cô gái có nhiều lựa chọn như vậy lại dấn thân vào một cái công việc rất là khó khăn, một cái lĩnh vực mà rất là hào nhoáng hấp dẫn nhưng mà cũng vô cùng gian khó đó là múa. Thành ngày hôm nay chúng ta cùng thành nghe một chàng trai À, chia sẻ xem điều gì hấp dẫn chàng trai ấy đến với à, sân khấu và đến với những vũ điệu mê hồn như vậy thì à, có một cái điểm như thế này nhắc đến múa thì ai cũng biết là nó rất là đẹp rất là hấp dẫn mọi người nhìn các diễn viên các vũ công như sân khấu thì đều rất là hấp dẫn và mê hoặc nhưng mà có một cái điểm mình rất để ý thấy là khi mà nhắc đến việc là theo nghề múa thường đa số người ta sẽ nghĩ đến con gái đầu tiên à, chẳng hạn có một bộ phim rất là nổi tiếng những người làm nghề múa đều đã xem là phim Billy Elliot của anh thì bộ phim đấy á kể về câu chuyện là một cậu bé phải vượt qua rất nhiều những cái định kiến của người lớn và của người xung quanh để trở thành một trong những cậu bé hiếm hoi theo đuổi nghề múa, theo đuổi cái đam mê của mình. thì đối với lộc một cậu bé như lộc ngày xưa ấy, đã bắt đầu thấy múa nó hấp dẫn và bắt đầu theo đuổi nó như thế nào? à thật ra thì ngày xưa em không phải là từ xuất thân gốc là từ một vũ công mà em xuất thân là một vận động viên mà cái môn aerobic, dạ yeah. thì ngày xưa người ta còn gọi cái tên là thể dục nhịp điệu hầu như là các bạn gái, các bạn nữ tham gia không? thì lúc đó chỉ có mình em là gần như là nam, rất là hiếm luôn. ý là nhiều người cũng hay chọc, ừ. dạ. nhưng mà tại vì có thể là trời cho mình cái năng khiếu, ý là em dẻo, em dẻo nhất đội, ừ. thành ra là cũng được uh, chú ý, cũng được khen này nọ. rồi đến sau này em gặp uh, gọi là cái chấn thương ở gối, ừ. dạ. thì em mới phải tạm gác lại cái công việc uh, vận động viên của mình. Thì em lúc đó em cũng chưa có hẳn là chuyển sang múa mà em bắt đầu em đi học đi làm thì em làm thiết kế đồ họa. Hmm. Dạ. Thì trong cái khoảng thời gian mà khi em làm thiết kế đồ họa thì em có sinh hoạt ở trong một cái uh, nhóm uh, kiểu vừa nhảy vừa múa của sinh viên. Dạ. Đến khi mà có chương trình So you, you Can Dance thì em mới tham gia và từ đó là một cái hướng rẽ khác là hmm. em theo con đường đam mê nhảy múa luôn và em nghĩ cái thiết kế đồ họa luôn rất là rất là thú vị tức là chỉ vì một cái chương trình thi múa trên nhảy múa trên truyền hình là thử thách cùng bước nhảy thì lúc đấy khi mà tham dự một cái show truyền hình như vậy ở đó thì đương nhiên những kỹ năng nó nhảy múa có thể nó rất là khác đối với là thể dục nhịp điệu dạ. thì lúc đấy thì lộc đã bắt đầu làm quen với những cái khái niệm mới trong biểu diễn sân khấu về múa như thế nào? Dạ cái lúc đó thì cái môn thể dục nhịp điệu aerobic ấy, thì nó nó có giống giống cái nhảy múa là nó có âm nhạc. Dạ thành ra cái nhịp nhạc thì mình có trong người nhưng mà cái cái hơi thở của nhảy múa thì để mà mình có thể thi được chương trình á thì hoàn toàn là em gần như là chỉ mới tập tành thôi dạ phải làm quen với rất nhiều cái mới từ cái hơi thở nè cái nhảy đôi nè phải nhảy với bạn diễn phải diễn cùng bạn diễn nhiều cái thể loại giống như là dance sport rồi đương đại rồi hip hop đó là những cái mình phải học phải học phải học để mình có thể tham gia cái chương trình đó à đấy và À, thưa quý vị từ cái ngả rẽ đấy thì có thể thấy là lộc đã có được những cái thành tựu rất đáng kể thí à, dụ như nếu mà ai ấy, chơi Facebook ấy thì sẽ thấy là gần đây nó hiện lên rất nhiều cái quảng cáo của một cái trung tâm đào tạo à, nhảy múa cái tên là Mania Family mà tôi mới cũng rất là ngạc nhiên khi thấy tự nhiên nó hiện lên trên Facebook của mình rất là nhiều cái quảng cáo đấy và mình cũng bắt đầu từ đấy mình mới tò mò tìm hiểu nhiều hơn à, về hai bạn là đình lộc và bà, bà xã của mình là bạn xuân thảo đó thì mình thấy là câu chuyện rất thú vị về các bạn đấy à, gắn bó với nhau rồi là kể những câu chuyện về cuộc đời và tình yêu của mình bằng những vũ điệu bằng qua những cái chương trình truyền hình và khán giả rất là thích. Đấy rồi từ Á quân đến Quán quân chẳng hạn, tức là một loạt những cái, cái, cái dấu ấn của các bạn ở trên sân khấu ở trên truyền hình. Yeah. Thì bây giờ nhắc đến uh, nhảy múa ấy, thì có thể người ta cũng đã quen hơn vì đã có những cuộc thi giống như vậy. Cái sân khấu dành cho các bạn có thể là cũng nhiều hơn giống như quý vị theo dõi trên uh, một số các chương trình game show chẳng hạn thì cũng đã có một số các nghệ sĩ múa đạt được những cái giải rất là cao. À, thì nhưng mà ở góc độ của người ngoài nhìn vào người ta vẫn cứ nghĩ rằng là múa là một cái gì đấy nó nó giống như là chỉ một cụ thôi ít ai vẫn nghĩ rằng là không phải ai cũng có điều kiện để đi xem những vở ba lê để thấy là diễn viên múa có thể là có thể tỏa sáng như những ngôi sao ca nhạc yeah. đấy thì đối với những nghệ sĩ như lộc tức là mình mặc dù mình có một cái nền tảng với nhảy múa nhưng có thể mình đã cũng đã rẽ sang múa một cái gì đấy nó cũng rất là tình cờ yeah. thì cái con đường của lộc và thảo các bạn thấy là nó có những cái gì thuận lợi và khó khăn ở cái thời điểm như bây giờ đối với những người nhảy múa như các bạn dạ em nói uh, chung về nhảy múa thì uh, thật ra mà rất là nhiều vũ công họ có đam mê họ rất là muốn đi theo cái con đường này nhưng mà do về uh, cái tài chính cũng như là cái nguồn thu nhập mà họ phải gác lại cái đam mê mà phải đi theo một cái con đường nó chính chuyên hơn yeah. dạ một công việc gì đó và nhảy múa trở thành một cái công việc phụ chỉ để là nuôi dưỡng cái đam mê thôi thì tụi em uh, em và thảo rất là may mắn khi mà nói chung là cả hai đứa cùng lần lượt là đạt được một cái vị trí là á quân trong chương trình thể nước nhảy và định hướng là đi theo con đường đôi với nhau. Thành ra là tụi em đã nói chung là vừa là công việc mà vừa là đam mê trên cái con đường mình chọn luôn. Thành ra em thấy là tụi mình rất là may mắn hơn các bạn dancer khác rất là nhiều. Chứ ngay từ đầu thì lúc đầu tụi em cũng không có định đi theo con đường này là một cái con đường mà nghề tay phải của mình. Dạ. Yeah thì đó là một cái may mắn còn về cái khó khăn á thì tụi em cũng có những cái là giống như là mình phải tính tới một cái đường gì đó giống như là tụi em sẽ đào tạo một cái lớp trẻ và thành ra đó là cái lý do tụi em sẽ đã thành lập cái cái studio Mania Family để có thể đào tạo các bạn trẻ và có thể là lập thêm một cái vũ đoàn nữa để cái đường đi mình phát triển hơn nữa đấy như vừa nãy là lộc cũng có nói là có những uh, bạn thành danh trong ngày múa nhưng vẫn phải chọn cho mình một cái công việc gì đấy khác yeah. thì chúng ta cũng cũng có thể không khó để thấy chẳng hạn như có nhiều bạn được giải cao cho các cuộc thi về nhảy múa nhưng nó trở thành một cái bước đệm để các bạn có thể trở thành ca sĩ này để các bạn trở thành diễn viên yeah. đấy thì uh, như lộc nói là có thể các bạn may mắn hơn nhiều người khác là vì các bạn tìm được nhau và yeah. đồng hành cùng với nhau đấy là cái sự may mắn thế nhưng mà cũng có thể là người ta có thể nói là cái ngày múa nó đã khó rồi một người đã khổ rồi mà bây giờ lại còn hai người còn đâm đầu vào nó nữa. Thế nhưng mà cái việc mà các bạn mở một cái trung tâm đào tạo như vậy thì như lộc thấy là hiện nay ấy, cái thái độ của người ta, cái cái nhu cầu của phụ huynh chẳng hạn đối với cái việc là muốn cho con mình trở thành những cái vũ công hay là muốn cho con mình có thể phát triển năng khiếu qua con đường nhảy múa nó đang ở cái mức độ như thế nào? Ngày nay á, nhất là bậc phụ huynh rất là chăm vào cái việc là đầu tư cho con và cũng như là để ý xem cái năng khiếu của con để mà có thể tiếp tục phát triển và em cũng thấy được là các bé bây giờ gọi là có tư duy và rất là giỏi tại vì có những bé rất là có năng khiếu khi mà mới nhỏ thôi Bà đã làm được rất nhiều động tác khó thì đó cũng là cái khác biệt so với ngày xưa tại vì ngày xưa thì các phụ huynh thì đa số là con phải học đi theo thành tài theo bác sĩ này nọ nhưng mà bây giờ thì phụ huynh thoải mái hơn cho con có cái uh, sự gọi là phát triển tự do hơn. Con thích cái gì thì ba mẹ sẽ uh, nương theo đó và phát triển cho con. Dạ. Yeah. Thì cái trung tâm em cũng uh, đón chào rất là nhiều bé mà rất là giỏi và cũng như là rất là thích những cái môn nghệ múa này. Cuối cùng thì cái mà gọi là cái nguồn thu nhập chính của hai vợ chồng là từ trung tâm đấy hay là từ việc đi biểu diễn của hai người? Dạ, uh, yeah, <laughs> chắc uh, 5 năm quá Trở <laughs> lại câu chuyện về một gia đình của một cặp nghệ sĩ múa chẳng hạn. À? Đấy. Nhưng người ta vẫn nói là người ta vẽ hình dung ra là đối với rất nhiều người á múa vẫn là một cái gì đấy phụ thôi người ta chỉ hình dung ra là họ chỉ có thể xem được múa khi mà xem một tiết mục ca nhạc ở đó các vũ công có thể ứ rất là đẹp rất là hay rất là giỏi nhưng cũng vẫn là người đứng sau ca sĩ rất ít khi mà người ta được xem những cái tác phẩm riêng biệt của những nghệ sĩ múa để mà khẳng định cái tên của mình cũng may cho các bạn là vì còn có những cuộc thi truyền hình chẳng hạn yeah. nhưng mà rõ ràng ngoài cuộc thi ra chúng ta còn có một cái đời sống nghệ thuật khác để khẳng định cái tôi của mình thì lộc và thảo có những cái kế hoạch nào cho những cái dự định để mà cái tên của mình người ta sẽ phải nhắc đến như là những nghệ sĩ múa thực thụ chứ không phải là những người mà chỉ đi minh họa hay là chỉ là những người thầy dạy múa cái nhìn của mọi người nó khác đi nhiều hơn thành ra là nghệ sĩ nhảy múa tụi em được gọi là khi mà sau khi một tiết biểu diễn thì được cảm ơn là tên là đọc tên này nọ cảm ơn có một cái sự gọi là nhìn nhận và tôn trọng nhiều hơn ngày xưa rất là nhiều và cái mà để cho cái tên của tụi em được phát triển hơn nữa thì hai đứa cũng dự định sẽ ra được nhiều cái uh, dự án mà nó gần gũi với uh, mọi người nhiều hơn với uh, phụ huynh với thiếu nhi và nếu có thể thì tụi em vẫn sẽ cố gắng để uh, đi thi một cái giải gì đó ở quốc tế để ừ. cái tên mình nó uh, ngày càng phát triển và được mọi người nhìn nhận nhiều hơn đấy thì trong cái chuỗi thành tích của các bạn ấy thì mình đã thấy là trong cái trong cái bảng cái tờ quảng cáo của trung tâm Mania Family ấy, nó yeah. có một cái là kiện tướng châu Á yeah. đúng không đấy là là thành thời, thời thì yeah, nhịp điệu aerobic, đúng không? Yeah, đúng à, thì aerobic đấy thì tức là chúng ta đã thấy là có một số cái con đường nó cũng na ná, ná như vậy ví dụ chẳng hạn như mình thấy là ở lĩnh vực dance sport chẳng hạn, yeah. có khánh thi, yeah. đấy cũng là kiện tướng về dance sport, yeah. rồi bạn ấy hướng sang con đường showbiz, yeah. bạn ấy nhảy múa này, à, múa minh họa này, rồi biên tập, mà biên yeah, đạo yeah. này, yeah. À, rồi là làm ca sĩ nữa, à, tức là rất là đa năng Vậy, có thể là làm diễn viên nữa, rất là đa năng và có thể phát triển cái hình ảnh của mình một cách phong phú hơn là thay đổi cái cách nhìn của người ta à, về một nghệ sĩ múa thuần túy. Đấy thì đối với trường hợp của Thảo và các bạn đều có những cái thuận lợi rất là lớn cả về hình ảnh cả về những cái thành tích mình đã có thì liệu mình có tính đến những cái cuộc dấn thân xa như thế? Thật ra thì cũng không có nghĩ là mình sẽ dấn thân sang một cái con đường gì khác tại vì mình cái đam mê cái nghiệp của mình là nhảy múa rồi chỉ có là có những chương trình cuộc thi mà dành cho các nghệ sĩ muốn thử thách mình muốn được trải nghiệm thì em sẵn sàng rất là sẵn sàng để tham gia để mình có một cái gọi là một cái nhìn mới của khán giả về mình và cũng như mình được trải nghiệm nhiều hơn đấy và quan trọng nhất là bây giờ là thế hệ thứ hai của gia đình đã ra đời yeah. đó mà mọi người cũng nhắc nhắc nó rất là nhiều đến bé bé bòn bon dạ bon. yeah, đúng rồi đấy bé bòn bon tức là thường là khi mà người nhìn một cặp nghệ sĩ mà đẹp trên sân khấu như vậy thì người ta thường kỳ vọng rất nhiều vào một thế hệ tương lai cho dù thế hệ đấy chỉ mới ra đời thôi yeah. đấy thì đối với người ngoài người ta chỉ có nhìn thấy bé bon bon thôi người ta đã nghĩ rằng là bé này có triển vọng thành thế này thành thế kia rồi rồi chỉ cần những lần xuất hiện rất ít của bé trên sân khấu thôi là cũng đã có lời ra tiếng vào về cái sự xuất hiện sớm của bé rồi thì đối với à, à, lộc và thảo thì ngay lúc này á nhìn đứa con của mình sinh ra và lớn lên mỗi ngày á thì các bạn có hình dung trước là một cái tương lai thế nào cho bé không mọi người cũng hay chọc là chắc là theo nghiệp ba mẹ làm vũ công nhí Dạ, nhưng mà em thì cũng không có quá gò bó Cũng giống như ba mẹ em ngày xưa cũng không có gò bó em Mà rất là cho em thoải mái phát triển con đường của mình Thì em tương lai của bọn bon cũng vậy thì em sẽ cho bé thoải mái nhưng mà, mà anh cũng chịu quậy rồi nhún nhảy lắm, ừ. dạ thành ra em không có gò bó mà con muốn thích cái gì thì sẽ chịu theo. Vâng, tiếng Việt thì ra câu chuyện ngày hôm nay lại ra sẽ thú vị hơn rất là nhiều nếu như có thêm bạn là Xuân Thảo nữa ngồi cùng ở đây để chia sẻ câu chuyện về hai người những cái đặc biệt là những cái góc khuất trong cuộc sống của những nghệ sĩ đằng sau sân khấu. Cho nên hy vọng sẽ có một dịp Minh Đức sẽ mời Đình Lộc quay trở lại đây cùng với người bạn đời của mình là vũ công Xuân Thảo để cùng chia sẻ câu chuyện thực sự của những ngôi sao đằng sau ánh hào quang trên sân khấu. Xin cảm ơn Đình Lộc rất nhiều.